Xin chào các đồng chí và các bạn. Hiện tại thì tôi đang có mặt tại hội trại tổng quân của huyện Đắk Đoa với chủ đề thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Và không khí ngay bây giờ tại hội trại thì rất là sôi động với nhiều trò chơi, nhiều hoạt động nhằm cổ vũ, khích lệ tinh thần cho thanh niên ngày mai lên đường nhập ngũ. Và đứng bên cạnh tôi ngay lúc này là hai thanh niên Nguyễn Phú Trọng và thanh niên Lê Thị Thanh Cương. Hai thanh niên ngày mai chính thức trở thành chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Xin chào đồng chí ạ. Đồng chí có thể cho chúng tôi biết rằng là cảm xúc của đồng chí ngay lúc này là như thế nào không ạ? Cảm xúc của hiện tại của em ngay lúc này là rất là vui, có một chút gọi là bồi hồi, nhưng mà không biết là bản thân mình khi vào môi trường mới sẽ như thế nào. Nhưng mà em hy vọng là bản thân em là sẽ chân cứng đá mềm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Không biết là cảm xúc của Cương ngay lúc này là như thế nào ạ? Cầm trên tay tờ giấy trúng tuyển nhiệm vụ quân sự thì cảm xúc của em rất là hồi xúc động khi mà ước mơ khoác lên mình bộ quân phục màu xanh đã trở thành hiện thực. Đây là một hoạt động rất là ý nghĩa, cổ vũ tinh thần, tiếp sức cho tụi em để có thêm nhiều hành trang kiến thức mới để bước vào con đường quân đội. Từ sáng sớm, đồng loạt các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Gia Lai cũng đang sôi nổi tổ chức hội trại tổng quân gồm 17 trại chỉ huy và 220 tiểu trại, thu hút gần 4.000 trại sinh là đoàn viên thanh niên, nhân dân và hơn 2.800 công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và công an nhân dân. Hội trại của các địa phương tập trung vào các chủ đề: sức trẻ tình nguyện, vinh danh người chiến sĩ, tự hào tuổi trẻ tổng quân, thanh niên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nghĩa vụ quân sự của huyện đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, triển khai đồng bộ từ huyện cho đến xã, rồi được sự hưởng ứng và đồng thuận trong nhân dân và đặc biệt là các hộ gia đình của thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ năm 2024, tạo cái sự thành công. Và bước đầu chúng tôi đánh giá đây là cái quan trọng và xác định đây là năm đầu cũng như là năm tiếp theo chúng tôi sẽ triển khai thực hiện tốt cái nhiệm vụ cái hội trại tổng quân. Hội trại được phân thành hai phần chính, phần lễ và phần hội. Theo đó, phần lễ gồm các hoạt động như dâng hoa, dâng hương nghĩa trang liệt sĩ, tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự, quyền lợi và trách nhiệm công dân trước khi thực hiện nghĩa vụ quân sự, chế độ chính sách khi thực hiện nhiệm vụ trong quân đội và sau khi xuất ngũ, lễ giao ước thi đua. Phần hội bao gồm thi dựng trại, kể chuyện truyền thống của Đảng, Nhà nước, quân đội, của lực lượng vũ trang tỉnh, của địa phương, đơn vị, các trò chơi, giao lưu văn hóa, văn nghệ, đốt lửa trại, cấp ủy chính quyền và các ban ngành đoàn thể địa phương gặp gỡ thân nhân và thanh niên nhập ngũ, hỏi thăm, động viên, tặng quà. Hội trại tổng quân là dịp để các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể địa phương quan tâm, thăm hỏi, động viên gia đình với thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ. Đây là một nội dung có ý nghĩa rất quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục cho hệ thống chính trị, đặc biệt là công dân chuẩn bị nhập ngũ, nâng cao nhận thức trách nhiệm đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các hoạt động này, góp phần động viên cho công dân lên đường nhập ngũ yên tâm công tác, phát huy trách nhiệm xây dựng quân đội bảo vệ Tổ quốc. Với các hoạt động ý nghĩa của hội trại tổng quân, tin tưởng rằng những thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự công an nhân dân của tỉnh Gia Lai năm nay sẽ phấn khởi, tự hào, nung nấu ý chí quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ xứng đáng với sự kỳ vọng của quê hương, đất nước và gia đình.